Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Nhà Mát trên kênh VTC14 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, đô thị phát triển kéo theo những khu chung cư, những khu định cư mới của người dân phát triển ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là những căn hộ chung cư hẹp dành cho những người thu nhập thấp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là với những căn hộ hẹp như vậy thì người dân bài trí ra sao, sắp xếp không gian như thế nào, đưa vào đấy những đồ đạc ra sao cho hợp lý và vẫn không làm cho không gian đấy hẹp hơn. Trong chương trình này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng những kiến trúc sư, những chuyên gia của chúng tôi tìm hiểu những đồ nội thất thông minh để làm sao tạo cho không gian của những căn chung cư của các bạn có thể rộng rãi hơn, đa năng hơn và vẫn đạt được tính thẩm mỹ cũng như là tiện ích cho mỗi không gian nhỏ. Thành phố ngày một phát triển, những khu đô thị mới mọc lên những năm qua gặp một tình trạng dư thừa về những chung cư, biệt thự cao cấp do lượng mua giảm. Tuy nhiên, những căn chung cư giá rẻ, diện tích vừa phải lại được những người trẻ yêu thích và lựa chọn. Tuy nhiên hiện nay, có một thực tế là chính những vị chủ nhân của không gian sống ấy đang thiếu đi những kiến thức cơ bản nhất để có thể tạo nên một không gian sống thực sự như mình mong muốn, đặc biệt là với những không gian nhà nhỏ hẹp. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với kiến trúc sư Phạm Trung Trực để tìm hiểu thực tế này đang diễn ra tại nhiều thành phố lớn hiện nay. Qua phóng sự vừa rồi thì kiến trúc sư Phạm Trung Trực có thể thấy một điều rằng là đô thị của chúng ta đang rất là phát triển. Và một trong những yếu tố của sự phát triển ấy chính là những cái khu chung cư, những khu đô thị. Tuy nhiên trong chương trình này thì chúng ta đang đề cập đến vấn đề là với những người mà thu nhập trung bình và thu nhập thấp thì họ đương nhiên có một lựa chọn, đó là lựa chọn những căn chung cư với diện tích rất là hẹp. Cái điều này thì qua cái quá trình làm việc thì bạn thấy làm sao? Thường khi người ta chọn cái cuộc sống, cái lối sống hay là cái không gian để phù hợp với mỗi một gia đình, khi người ta lựa chọn chung cư, tức là người ta đã hướng đến một cái không gian ở nó không phải là một không gian có cái diện tích để mà tiện nghi thoải mái. Thông thường là người ta sẽ hướng đến những cái không gian được chia nhỏ, như các bạn đã thấy, tức là đối với cái tình trạng hiện nay khi mà cái chung cư nó phát triển nhiều như vậy thì người ta sẽ lựa chọn những cái căn hộ tính bằng số phòng ngủ, rồi phòng khách, phòng ăn, một cách nó giản tiện về diện tích. Không nói đến những cái căn chung cư cao cấp mà chúng ta đang nói đến những cái căn chung cư dành cho những người có cái mức thu nhập trung bình trong cái đời điều kiện sống như ngày hôm nay. Thì cái việc mà để mà lựa chọn những căn chung cư đấy để đầu tư, rồi sau đấy sẽ bố trí nội thất để phù hợp với những không gian sống, thì cái đấy là một cái mà cái điều mà đang là một cái vấn đề rất nóng hổi đối với những cái chủ đầu tư vào những cái căn hộ chung cư bây giờ. Nhưng mà tôi thấy rằng là khi mà họ nhận chung cư thì có rất là nhiều kiểu nhận nhà khác nhau, từ nhận thô đến nhận những cái căn hộ đã làm sẵn, nội thất sẵn, đến những cái mua lại. Thì với mỗi cái đặc điểm đấy thì làm kiến trúc sư thì bạn nhìn nhận về vấn đề này như thế nào? Với những cái chủ đầu tư, tức là những nhà mà đầu tư bất động sản cũng như đầu tư xây dựng căn chung cư để bán cho những người khách hàng là những người sử dụng, thì người ta cũng nghiên cứu rất là kỹ cái nhu cầu của thị trường. Thì thông thường hiện nay thì chúng ta thấy là có rất là nhiều hình thức để người ta bán cái đầu tư dạng chung cư để bán. Có thể là những căn chung cư đã được xây dựng đầy đủ ngăn chia các phòng ốc xong rồi, đấy là về mặt phần thô. Có những căn chung cư là người ta bán với một cái diện tích sàn và với hộp kỹ thuật cũng như là các cái không gian như vệ sinh thì cố định, đường ống nước cho không gian bếp hay là thoát sàn thì cố định. Nhưng mà cái việc ngăn chia phòng ở trong các cái không gian đấy lại để tùy cho những người mua vào để tự ngăn chia không gian của mình. Rồi có những căn chung cư cao cấp hơn là được đầu tư về nội thất cơ bản, như là những cái đồ nội thất cố định như là bếp hay là những tủ âm tường, rồi sàn trần. Rồi có những căn chung cư cái dạng là người ta sẽ bàn giao toàn bộ, tức là cao cấp hơn, tức là sẽ bao gồm cả về phần thô lẫn phần nội thất. Thì thông thường chúng ta đang gặp những cái dạng căn chung cư như vậy. Thì mỗi một người chủ đầu tư tư nhân, tức là khi lựa chọn căn hộ sống của mình, lựa chọn không gian sống của mình, thường là căn cứ vào cái nhu cầu cộng với cái giá trị tài chính mà mình đang có để lựa chọn cái căn chung cư cho phù hợp. Thì tôi thấy cái điều này để mà là một cái điều mà tất cả chủ đầu tư khi lựa chọn mua căn chung cư của mình cũng cân nhắc rất là nhiều. Có một vấn đề đặt ra khi mà họ chọn những căn hộ hẹp, đó là sẽ vô vàn những khó khăn khi mà họ xử lý nội thất cho những căn nhà đấy. Anh có thể nêu lên những cái khó khăn mà những cái chủ nhà mà anh đã từng gặp và phải không ạ?
cái việc mà khi mà đã nhận cái căn hộ về mình rồi, đặc biệt là những căn hộ mà đã ngăn chia không gian phần thô một cách cơ bản, thì người ta sẽ thường là những cái sự ngăn chia này nó theo một cái tổng thể của nhà đầu tư xây dựng của những cái chủ đầu tư. Đâm ra là khi mà người ta có nhu cầu người ta vào ở những không gian như vậy, lại phải thay đổi và lại phải thiết kế như nào đấy để phù hợp với cái lối sống của mình, với số lượng người cá nhân trong gia đình mình, rồi có thể là theo kể cả về lứa tuổi, mà kỹ hơn lại có những chủ đầu tư nhỏ lẻ khi mua chung cư ấy, hay là mua căn hộ lại còn xem xét về mặt phong thủy nữa, thì như thế cũng rất là khó khăn. Chính vì thế nên cái việc mà để mà thiết kế lại hay là sắp xếp lại không gian một cách hợp lý trong mỗi một cái căn hộ của mình, tôi nghĩ đây là một cái bài toán khó mà chủ đầu tư nào cũng phải có một sự tính toán rất kỹ. Ngoài ra còn phải có cái sự tư vấn của các nhà chuyên môn, như là những người tư vấn thiết kế về mặt kiến trúc lẫn với nội thất, sắp xếp lại không gian cộng với lại cái nhu cầu thực tế của gia đình thì mới đưa ra được một cái không gian sống nó phù hợp và nó lành mạnh. Căn hộ của gia đình anh Công là một điển hình của căn hộ chung cư hẹp nằm tại khu chung cư mới Thăng Long Victoria. Căn hộ chia làm hai phòng ngủ và một phòng khách nối liên thông bếp. Không gian phòng khách cũng là nơi diễn ra những bữa cơm hàng ngày. Tuy nhiên, nhờ có tư vấn và đã qua xây dựng nhiều căn nhà nên được anh thiết kế khá phù hợp. Với các không gian chức năng rõ rệt, tuy nhiên, cũng như các chủ nhà khác, gia đình anh gặp phải khúc mắc do chưa chuẩn bị những giải pháp nội thất từ ban đầu. Những đồ nội thất thông minh được áp dụng, tuy nhiên cũng chưa có một tính toán cụ thể và khoa học. Đây cũng là ví dụ cho những căn hộ mà kiến trúc sư Phạm Trung Trực đã xử lý và tư vấn, dù rằng những giải pháp giải quyết sau luôn tạo ra những khó khăn cho chuyên gia. Chính vì thế, những giải pháp đưa ra từ ban đầu hay những điều chỉnh, những hiểu biết đúng đắn về nội thất thông minh sẽ giúp cho chủ nhà có được một sự chuẩn bị tốt cho việc sắp đặt không gian sống của mình. Chính những khó khăn trong phóng sự vừa rồi và những cái điều khó khăn mà bạn chia sẻ thì là những điều mà chúng ta đặt ra trong chương trình này, đó là những cái nội thất thông minh. Vậy cái khái niệm thông minh này phải được hiểu ra sao và áp dụng vào những căn hộ này như thế nào? Khi chúng ta đưa những cái đồ nội thất của chúng ta vào để phù hợp với những không gian sống của mình thì tôi nghĩ là việc đầu tiên chúng ta phải lựa chọn cái giá trị ưu tiên đầu tiên là vào những không gian sinh hoạt nào. Ví dụ là cái chung cư nó có một cái đặc thù, tức là tất cả mọi thành viên trong gia đình đều sinh hoạt trên một mặt bằng. Chính vì thế nên là cái không gian của phòng khách cũng như là bếp, phòng ăn là những không gian mà chúng ta chú ý đến nhiều nhất, vì có lẽ ở đây là chúng ta sẽ sinh hoạt nhiều thời gian nhất trong cái ngôi nhà. Khi chúng ta trở về phòng ngủ rồi là một cái phòng rất là riêng, tuy nhiên nó cũng là ở trên một cái mặt bằng, nhưng mà cái phần mà chúng ta lưu trú ở trong không gian này nó ít hơn. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ ưu tiên vào cái phần không gian sinh hoạt chung, gồm có phòng khách, bếp và phòng ăn là những không gian mà chúng ta sử dụng. Những không gian này thường là được ưu tiên ở những cái vị trí nó thuận tiện về mặt giao thông, cũng như là nó thuận tiện về mặt sinh hoạt sắp xếp, nhất là không gian bếp với một cái không gian mở, nó có phù hợp với lại cái phong cách sinh hoạt của gia đình hay không, hay là chúng ta phải khép kín nó để nó không bị mùi, rồi nó không có cản trở cái việc khi chúng ta thao tác nấu bếp mà ảnh hưởng đến những người đang sinh hoạt ở bên ngoài. Việc lựa chọn hai không gian này chúng ta phải ưu tiên hàng đầu cho nó, kể cả về mặt ánh sáng lẫn với gió, cộng với những cái không khí tươi mà có thể cấp được vào những không gian này, thường là những không gian rất rộng. Và chúng ta cũng lựa chọn những cái thiết bị như máy móc điều hòa, rồi những thiết bị kê đồ ở trong nhà một cách phù hợp, để làm sao khi với một không gian nhỏ hẹp như thế chúng ta có nhiều cái khoảng diện tích lưu động để chúng ta có thể sinh hoạt
có thể sinh hoạt cá nhân hàng ngày, có thể sinh hoạt những cái sự kiện đột biến, như là chúng ta có thể kê dẹp những đồ bàn ghế, hoặc chúng ta thiết kế những đồ nội thất như thế nào đấy để khi chúng ta có thể lùi những không gian và những đồ nội thất đấy vào thì chúng ta được một cái không gian sinh hoạt rất là rộng. Khi mà mỗi chủ nhà mà họ đã buộc lòng phải lựa chọn một căn hộ hẹp, đồng nghĩa việc rằng là cái kinh tế của họ không nhiều và nó phù hợp với cả không gian đấy. Và khi đó thì cái nội thất sẽ là một cái vấn đề mà khiến cho họ phải đầu tư một khoản tiền rất không nhỏ nữa. Thế theo anh thì làm thế nào để mà lựa chọn những cái đơn vị, lựa chọn những nhà tư vấn cũng như là cái chọn những cái loại gỗ, loại vật liệu, chất liệu để mà vừa giảm chi phí nhưng đồng thời thì lại phát huy được cái công năng của những cái không gian mà tương đối hẹp như vậy ạ? Như chúng ta đã biết thì cái dòng vật liệu để mà đóng lên cái đồ nội thất ở cái thị trường Việt Nam thì nó có hai dòng sản phẩm rất là rõ ràng. Một dòng sản phẩm nội thất được đóng từ những loại gỗ tự nhiên và một dòng sản phẩm được sản xuất từ loại gỗ công nghiệp. Thế thì tôi nghĩ là tùy theo cái nhu cầu cũng như cái gói tài chính đầu tư của mỗi một chủ nhà, người ta sẽ lựa chọn cái loại gỗ nào để phù hợp với căn hộ nhà mình. Thế thì với gỗ tự nhiên thì các bạn cần phải lưu ý một cách rất là kỹ về việc xử lý hấp sấy, hay là cái vì nó chịu, nhất là miền Bắc thì chịu ảnh hưởng của khí hậu gió nồm rất là nhiều. Chính vì thế nên gỗ tự nhiên chỉ được tốt khi mà chúng ta xử lý cái vật liệu ban đầu nó tốt. Và khi chúng ta đóng đồ bằng gỗ tự nhiên thì cái vật liệu hao hụt nó rất là nhiều. Chính vì thế nên là giá thành của gỗ tự nhiên thường là đắt hơn. Còn lại về gỗ công nghiệp thì thông thường là chúng ta nhập nguyên tấm về để chúng ta pha chế và chúng ta sẽ đóng lên đồ nội thất. Thông thường những cái đồ gỗ công nghiệp này được xử lý rất là chu đáo từ đầu. Chính vì thế nên là cái khâu ban đầu về mặt vật liệu rất là tốt. Chỉ có điều là ở trên thị trường bây giờ có rất là nhiều loại gỗ công nghiệp khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn bằng gỗ ép ván dăm, gỗ MFC hay là gỗ MDF, HDF loại xanh. Và cái vật liệu phủ bên ngoài có thể là laminate hoặc acrylic, là những vật liệu cao cấp, thì chúng ta có thể sử dụng một trong những vật liệu đấy để mà làm đồ nội thất cho mình. Tùy theo cái gói đầu tư thì chúng ta sẽ tìm những nhà cung cấp, những nhà sản xuất để người ta sẽ tư vấn cho mình kỹ hơn về các cái bản vẽ mà đã thiết kế cho các căn hộ rồi ấy. Thì căn hộ của gia đình chị Ninh tại khu đô thị mới Green Park, quận Cầu Giấy có diện tích rộng rãi hơn những căn hộ mà kiến trúc sư Phạm Trung Trực từng tham gia tư vấn thiết kế nội thất và sắp đặt. Tuy nhiên, đây lại là một gia đình có những nét đặc thù hết sức riêng biệt, tác động trực tiếp đến cách bố trí từng không gian cho mỗi thành viên trong gia đình. Với diện tích xấp xỉ 100m², nhưng số thành viên trong gia đình lại lên đến 8 người, cả người già, hai vợ chồng cùng các con nhỏ. Chính vì vậy, việc chia nhỏ những không gian trong căn hộ khiến cho bài toán giải quyết nội thất trong các phòng hẹp được đặt ra hết sức khó khăn. Cái tủ này của mình, sau khi gia chủ muốn có cái không gian bếp nó rộng rãi, thì mình với kiến trúc sư đã bàn bạc với nhau và đưa đến cái quyết định làm cái bàn ăn thông minh. Đặc điểm của cái bàn ăn thông minh này là khi mà mình không sử dụng, mình có thể gập lên được. Đấy. Và nó cũng rất đẹp, nó cũng tạo ra cái khuôn này, đấy, như khung kính, đấy, có một cái tủ trang trí. Đấy. Và lúc nào mình sử dụng thì mình hạ xuống, còn mình không sử dụng thì mình nâng lên. Đấy. Và nó được nâng lên bởi một cái hệ thống thủy lực. Đấy. Đấy, thế nên là cái bàn này rất tiện lợi cho những cái nhà chung cư mà có phòng ăn nó hẹp. Đây mình sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng. Thank you.
thường thường là những cái mẫu bản này thì mình chỉ có nhập nước ngoài về thôi, chứ ở Việt Nam mình chưa sản xuất ra được. Thế thì nên là cái phần mà nhập khẩu, mà để mà nhập khẩu một cái bộ phận của cái bản về thì nó hơi khó khăn. Chúng tôi sau một thời gian suy nghĩ thì đã tạo ra kết hợp mà cái bộ thủy lực của cửa kính để làm nên cái sản phẩm mà cửa lông, cái bộ lông của cái bàn ăn. Cái này thì là mình phải học qua một cái lớp về cơ khí thì mình mới hiểu và để mình chế tạo được cái bộ phận nâng này được, chứ không phải ai cũng làm được. Đấy. Cũng qua kinh nghiệm mà lâu năm thì sản xuất thì mình cũng rất chi là chịu khó tìm tòi thì mình chế ra cái bộ lông của cái bàn ăn này. Các cháu nó đông cho nên là các em nó muốn là làm những cái không gian này, thứ nhất là cho nó gọn gàng, thứ hai là nó sạch sẽ đẹp đẽ, cho nên là các cháu có nguyện vọng từ lâu. Bây giờ các cháu biết làm thì là vừa rộng rãi rồi các cháu nó đi lại sinh hoạt cho nó tiện. Cái ưu điểm cái bàn ăn của các em ở đây là thứ nhất là nó gọn gàng, ăn xong là cho gấp lên gọn gàng, ai vào thì thấy là không gian nó rộng rãi. Nhưng mà nó có cái khuyết điểm tí là nó hơi nặng, nhưng mà nó nặng một tí nhưng mà nó cũng có cái độ sâu của nó, vì là nó nặng thì là nó bền vì cái mặt kính các cháu trẻ nó đông, thì nó không may mà nó làm những cái gì thì nó không bị sứt mẻ. Quá hợp lý quá hợp lý, vì là nhà cháu nó tuy các những cái đồ dùng nhìn nó chật nhưng mà hóa ra lại đẹp mà sạch sẽ lại gọn gàng. Căn hộ của gia đình chị Ninh đã được chuyên gia tư vấn chia làm nhiều phòng, làm sao đáp ứng được không gian phòng khách. Không gian riêng của hai vợ chồng, không gian cho bà và không gian cho các con. Lúc này, những đồ nội thất thông minh đã được đưa ra áp dụng một cách triệt để. Từ tủ quần áo, bàn ghế tiếp khách, tủ kệ trang trí đến những đồ sinh hoạt cá nhân cho các phòng đều được tính toán kỹ lưỡng. Mỗi đồ vật sắp đặt trong từng không gian đều có nhiều chức năng sử dụng. Không những thế, với các thiết kế khoa học, chúng có thể giấu giếm một cách tinh tế và đẹp mắt. Thì cái phòng của các bé là thường là nó rất bé, thế mà các cháu bé thì thường là có rất nhiều đồ. Để tận dụng được cái không gian của bé thì chúng tôi kết hợp khi bậc cầu thang lên các cái giường tầng là những cái ngăn kéo đựng đồ cho các bé. Thế nhưng ngoài cái mục đích là đựng đồ thì nó phải bảo đảm cái tính an toàn cho các bé khi lên xuống. Đây chúng ta quan sát thôi nha. Đấy, ngăn kéo đựng đồ rất tiện dụng. Đấy. Thế nhưng các bé đi lại nó vẫn rộng rãi thoải mái, đấy. Không có cái cản trở gì hết. Tủ giày của cháu thì để nó cũng hợp lý với cái tường kia. Vì cái tường ngoài nhà là đi vào ngoài cửa sộc vào thì trước là để đấy thì nó cứ mở ra mở vào thì nó khó, nó cứ vướng lối đi. Thế nhưng mà các bác ấy làm như vậy thì các cháu nó hợp lý thì là chỉ có mỗi ấn vào cái rỡ ra lại đóng luôn vào thì nó không có vướng vất gì cả mà cũng gọn gàng luôn, không có bị vướng vất gì cả. Nếu mà so với nông thôn mà những cái giá thành ở đây thì cũng là hợp lý. Vì thứ nhất là nó đẹp, thứ hai nữa là nó cũng vừa với cái không gian với cái nhà của các cháu nó ở vậy là cũng hợp lý. Chứ còn nếu so với nông thôn thì là đắt nhưng mà so với ở đây là quá hợp lý. Như các bạn cũng biết đây là một cái không gian với một cái diện tích không lớn lắm, tức là khoảng 100m² mà dành cho 8 thành viên. Trong đấy thì có cả người già lẫn với lại người trung niên và đặc biệt là có những 4 em nhỏ. Một cái không gian 100m² mà có đến 3 phòng ngủ, có phòng khách, phòng sinh hoạt chung với không gian bếp và những cái lô ra để làm những không gian phụ. Thì tôi nghĩ đây là một không gian khá là chật hẹp và nó không được thoải mái trong cái vấn đề sinh hoạt, nhất là cái thành viên nhỏ tuổi trong gia đình này rất là nhiều. Ban đầu cái căn chung cư này thì là chủ nhà mua về và chưa có một cái ý tưởng gì về cái việc sắp xếp nội thất ở trong không gian. Đang là những cái đồ kỷ niệm, những đồ sử dụng, tái sử dụng của gia đình từ một nơi khác chuyển đến, cộng với một số những cái đồ gỗ nội thất mua sẵn có trên thị trường.
Nhưng mà trải qua một quá trình sử dụng một vài năm, cái sự tăng lên về mặt con người ở trong cái căn chung cư này, cũng như là cái việc mà người ta cảm thấy là cái không gian đang ở nó chật hẹp và cảm thấy cần phải thay đổi để cho cái giá trị sống nó được nâng lên, thì người ta nghĩ đến cái việc là phải đầu tư vào nội thất, bao gồm tất cả những đồ nội thất trong nhà cũng với lại việc trang trí lại tường và ánh sáng của không gian nhà. Thì như các bạn đã thấy, có một sự tác động vào cái không gian này, cộng với cái sự đầu tư và nghiên cứu cũng như là cái sự tâm huyết của chủ nhà, thì đổi lại chúng ta có một không gian rất là rộng rãi, kết hợp với cái việc mà xử lý cho từng không gian phòng vừa phải và phù hợp với lứa tuổi của các cháu, là sử dụng bàn gấp thông minh, giường tầng và giường kéo thông minh, cộng với cái việc mà bàn ăn có thể gập lên gập xuống được, ghế ăn có thể xếp được vào trong các cái tủ, cộng với những cái bàn làm việc mà có thể sắp xếp một cách linh hoạt, thì tôi thấy đã trả lại cho không gian này một cái giá trị sống thực sự, tức là từ một không gian của 100m dành cho 8 thành viên, nó trở nên chật chội, bây giờ nó đã rộng rãi hơn rất nhiều. Với xu thế không ngừng đổi mới của thời đại, hàng loạt các kiến trúc nhỏ gọn, tiện lợi ra đời. Chuyên gia khuyến cáo hạn chế một cách tối đa những vật dụng, những đồ trang trí không cần thiết là một trong những điều cần lưu ý trong thiết kế nội thất thông minh. Bạn nên tận dụng tối đa không gian tường, góc nhà để bài trí những vật dụng gia đình. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều các mặt hàng phục vụ cho công tác thiết kế nội thất thông minh. Các bạn có thể tìm mua để sử dụng trong căn hộ của mình. Ngoài ra, kệ tủ trang trí kết hợp với để đồ sẽ tiết kiệm được rất nhiều diện tích trong không gian của ngôi nhà bạn. Đối với phòng ngủ, một trong những phương pháp trong thiết kế nội thất thông minh mà các bạn cần lưu ý đó là sắp xếp đồ đạc và chọn màu sơn. Tủ quần áo kết hợp với kệ để sách gọn gàng, đặt theo mép tường. Giường ngủ đơn giản với màu sơn nhã nhặn, bạn sẽ có một không gian phòng ngủ thoáng đãng. Một sự lựa chọn thông minh và sắp đặt tinh tế sẽ giúp cho bạn có được một không gian ưng ý. Cho dù là mỗi chủ nhà chỉ có một số lượng tiền như vậy và lựa chọn những vật liệu như vậy, nhưng họ luôn mong muốn rằng là cái không gian sống đó, cái không gian hẹp đó sẽ phát huy công năng, rộng rãi và đặc biệt là đẹp. Ở đây tôi muốn nói rằng là sự thông minh nó thể hiện cả yếu tố thẩm mỹ, cả sự hài hòa, cả sự hợp lý về ánh sáng, về màu sắc cũng như là kết nối các không gian. Vậy về yếu tố thẩm mỹ cũng như là những yếu tố đó thì anh có chia sẻ gì ạ? Nó có rất là nhiều khía cạnh để mà nói. Đầu tiên chúng ta phải nói đến một cái việc là chúng ta thiết kế những cái đồ nội thất trong không gian đấy nó một cách nó phù hợp và nó đầy đủ, đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu cho những cá nhân của một gia đình trong đấy sử dụng. Điều đầu tiên là như vậy, và điều thứ hai là chúng ta phải nhấn tính mạnh đến cái việc mà sắp xếp nó hợp lý, tức là có một cái nghệ thuật sắp đặt cho mỗi một khu vực, mỗi một không gian phòng. Với những cái diện tích nhỏ hẹp như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra cái kích thước phù hợp với mỗi một cái đồ vật dụng ở trong phòng, và nó thỏa mãn được cái nhu cầu sinh hoạt của các cá nhân trong phòng đấy, cộng với cái việc kết hợp giữa ánh sáng và màu sắc của không gian phòng thì nó sẽ đưa ra được một cái giá trị thông minh cho mỗi không gian như vậy. Chứ không phải hoàn toàn cái nội thất thông minh, tức là
nó có đầy đủ cái chức năng để thay thế cho người sử dụng, như là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái phụ kiện gấp lật hay là sắp xếp. Có những không gian thì nhỏ hẹp chúng ta phải sử dụng những cái phụ kiện như vậy, nhưng có những không gian mà chúng ta nó đủ diện tích để chúng ta làm những cái đồ không phải tận dụng những cái hỗ trợ của phụ kiện, thì chúng ta vẫn làm nó một cách thông minh được bằng cách chúng ta sắp xếp nó một cách hợp lý. Và không gian chia sẻ vừa rồi cũng đã tạm khép lại chương trình Nhà Mát tuần này trên kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng những người làm chương trình. Đừng quên chia sẻ với chúng tôi những thắc mắc, những không gian hài hòa của các bạn qua số điện thoại 0916279910 hoặc email nhietminh@vtc.gov.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.